Ngày 15 tháng 8 năm 2015, một em nhỏ 7 tuổi với triệu chứng sốt cao, ho, nôn ói và nhập bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp lúc 23 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 với chẩn đoán sốc, sốt xuất huyết, danger. Được điều trị đến 5 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2015 thì tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là do người nhà đưa bệnh nhân nhập viện chậm trễ. Đây là trường hợp thứ 12 tử vong vì sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay. Và đây không phải là trường hợp đầu tiên tử vong vì lý do tự ý điều trị. Tôi thấy nó ốm mấy ngày, sốt cao, lúc nóng lại mua thuốc ngoài uống không đỡ. Hôm đấy thì nhà vợ tôi đi mua về uống, tôi cũng chẳng biết. Có mỗi cái Farado thì tôi thấy là còn biết, còn cái thuốc kia thì tôi không nhớ tên. 8 tháng đầu năm 2015, cả nước ghi nhận gần 25.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 48 tỉnh. Dịch sốt xuất huyết đang gia tăng cục bộ tại một số tỉnh thành trong cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, nơi có nhiều khu công nghiệp, nhiều nhà dân trọ đông, nhà ở chật chội, có nhiều bình, dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Sốt xuất huyết thường phát triển theo chu kỳ 1 năm 1, mỗi năm có một đỉnh dịch xuống lên và đỉnh thường rơi vào tháng mùa mưa trước tháng 8, 9 hoặc 10. Đây là thời điểm lý tưởng cho muỗi chuyển sốt xuất huyết sinh sôi gây bệnh. Vâng, xin bác sĩ có thể cho biết là đường lây truyền của bệnh sốt xuất huyết là như thế nào ạ? Bệnh sốt xuất huyết là một cái bệnh truyền nhiễm gây dịch mà do một cái loại virus gây nên, đó là cái virus đanh. Và bệnh được truyền qua một cái vật chủ trung gian, đó là muỗi, và có tên khoa học là muỗi Aedes aegypti. Muỗi Aedes aegypti là muỗi mà thường sống ở các cái khu đô thị gần nhà và thường đốt người vào những cái buổi sáng sớm hoặc là chập choạng tối, và thường chúng đẻ trứng ở trong những cái đồ chứa nước như là những cái chum vại chứa nước, hoặc một số những cái đồ như là lon nước, những cái lon sử dụng để uống nước ngọt, hoặc là những cái lá cây, những cái ổ nước đọng sạch sau những cái trận mưa. Thưa bác sĩ, vì sao sốt xuất huyết lại là một căn bệnh nguy hiểm và có thể gây tử vong ạ? Thì bệnh được chia ra làm 3 giai đoạn, đó là giai đoạn đầu là 3 ngày đầu là chủ yếu là những cái biểu hiện của sốt, đau mỏi, mình mẩy, và các cái triệu chứng xuất huyết có thể có hoặc là thậm chí là không rõ ràng. Nhưng đến cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của bệnh, thì đây là những cái giai đoạn mà rất là trầm trọng, và những cái rối loạn trong cơ thể bệnh nhân dẫn đến cái hiện tượng là tăng tính thấm thành mạch, bệnh nhân thoát huyết tương, dẫn đến có thể sốc hoặc là các cái biểu hiện sốt huyết nặng, thậm chí là có các cái tổn thương tạng nặng, thì đây là những cái giai đoạn nặng nề nhất của bệnh mà cần phải có cái sự theo dõi và điều trị một cách phù hợp. Khi mà bị mắc sốt xuất huyết thì sẽ có ca bệnh nặng, ca bệnh nhẹ, và rất nhiều người dân thì đa phần là họ thường chủ quan khi mà họ sẽ dùng một số những cái loại thuốc hạ sốt, ví dụ như paracetamol rất là thông dụng chẳng hạn, dùng không có cái lời khuyên của bác sĩ, hoặc là cũng chưa qua cái việc thăm khám nào, hoặc là cũng có thể truyền dịch tại gia đình. Vậy thì cái việc tự ý điều trị sốt xuất huyết tại gia đình nó nguy hiểm như thế nào ạ, và tại sao? Đó là một số các cái thuốc điều trị hạ sốt lại làm cho cái việc mà giảm cái độ ngưng tập tiểu cầu, là một trong những cái thành phần của tế bào máu giúp cho cái việc mà ngăn cản cái yếu tố cái gân dẫn đến cái việc mà xuất huyết. Thế thì nếu như chúng ta sử dụng những cái sản phẩm đó thì vô hình dung là làm cho cái nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân lại tăng cao rất nhiều. Cái thứ ba tôi muốn nói đến, đó là vấn đề truyền dịch. Thì nếu như ở trong những giai đoạn đầu này thì người bệnh tâm lý là thường là dùng hạ sốt rồi là truyền dịch ở các cái phòng khám tư nhân hoặc là các bác sĩ tư, hoặc là tự truyền dịch tại nhà, thì cái đó cũng là những cái quan niệm hết sức sai lầm. Trong những ngày đầu thì cái việc bù dịch, nếu như đánh giá mà không cần thiết phải bù bằng đường truyền, thì người bệnh hoàn toàn có thể sử dụng bù dịch bằng đường uống, mà cái dung dịch phổ biến đó là sử dụng dung dịch Orezon qua đường uống. Với những cái thời gian đầu bệnh cảnh sốt cao như vậy mà chúng ta lại lạm dụng truyền dịch thì cái nguy cơ sốc do truyền dịch cũng có thể là rất là cao.
Và trong những cái cơ sở mà không đủ các cái điều kiện để cấp cứu cái sốc truyền dịch ấy, thì vô hình dung lại dẫn đến cái nguy hiểm cho bệnh nhân. Cái thứ ba, một cái nữa tôi muốn nói đó là khi truyền dịch ở trong giai đoạn phục hồi thì lúc này cái lượng dịch ở ngoài gian bào sẽ tái hấp thu trở lại trong lòng mạch, mà nếu như ta lại tiếp tục truyền dịch nhiều trong giai đoạn này thì có thể dẫn đến hiện tượng thừa dịch, bệnh nhân có thể bị phù phổi hoặc là bị suy tim, có thể dẫn đến tràn dịch các cái màng, các cái khoang như là khoang màng bụng, khoang màng phổi trong cơ thể. Thì đấy là những cái mà xử lý không đúng dẫn đến cái việc mà nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Vâng, vậy thì với những bệnh nhân nghi mắc sốt xuất huyết thì bác sĩ có lời khuyên như thế nào ạ? Thế thì đứng trước một bệnh truyền nhiễm nói chung cũng như bệnh sốt xuất huyết nói riêng thì chúng ta căn cứ vào ba cái yếu tố. Một là các cái yếu tố về dịch tễ. Bệnh nhân đó nếu có sống ở trong những cái vùng và có các cái thời gian, thời điểm trùng hợp với những cái thời điểm mà dịch sốt xuất huyết lưu hành thì chúng ta phải chú ý. Thứ hai nữa là các cái dấu hiệu lâm sàng của bệnh sốt xuất huyết là bệnh diễn biến cấp tính trong vòng từ 2 đến 7 ngày với các biểu hiện như là sốt cao, đau đầu, đau mình mẩy, rồi các cái biểu hiện sốt huyết ở các mức độ khác nhau. Và cái thứ ba đó là các cái xét nghiệm mà khẳng định là sốt xuất huyết thì được làm tại các cơ sở y tế. Chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế khi có các cái triệu chứng của bệnh và chúng ta cần được khẳng định là có bị sốt xuất huyết hay không. Thế trên cơ sở các bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm, các bác sĩ chuyên khoa sẽ đánh giá là thực sự có phải sốt xuất huyết hay không, cũng như là các bệnh nhân đang ở các mức độ nào và các thể bệnh nào, có các cái dấu hiệu cảnh báo hay không, thì tùy theo mức độ đó người thầy thuốc có thể quyết định cho bệnh nhân cần phải nhập viện hay là cho điều trị ngoại trú tại nhà. Nhưng trên cái cơ sở là các cái hướng dẫn, các cái đơn thuốc, các cái lời khuyên của người thầy thuốc đối với người bệnh một cách hợp lý để người bệnh có thể yên tâm về nhà điều trị và sẽ biết khi nào quay lại các cơ sở y tế khám khi có các cái dấu hiệu mà cần phải kiểm tra. Tôi ví dụ một số các cái dấu hiệu cần phải kiểm tra đó là các cái biểu hiện như bệnh nhân sốt cao liên tục kèm theo các dấu hiệu thần kinh như là ly bì, vật vã, và bệnh nhân nôn nhiều, không uống được. Rồi các cái dấu hiệu như là bệnh nhân có đau tức vùng gan, rồi các cái dấu hiệu như là đi tiểu ít, xuất huyết niêm mạc. Trong khi đó, sốt xuất huyết là bệnh chưa có vaccine phòng bệnh, đường lây truyền dễ dàng qua mũi vằn đốt. Chưa kể, do không có miễn dịch lâu dài nên về lý thuyết, một người có thể mắc một hoặc cả bốn tuýp sốt xuất huyết nên nguy cơ mắc bệnh cũng cao hơn. Dù là bệnh lưu hành quanh năm, số lượng bệnh nhân mắc lớn, nhưng Bộ Y tế khuyến cáo người bệnh sốt xuất huyết tuyệt đối không nên tự ý điều trị bệnh tại nhà. Hiện nay 48 tỉnh thành đã ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết, trong đó đối tượng mắc bệnh sốt cũng khác nhau ở hai miền Nam Bắc. Khu vực miền Nam, số trẻ mắc bệnh là nhiều hơn người lớn do trẻ hay chạy nhảy, chơi đùa vườn tược, mặc hở, bị muỗi đốt. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh ở trẻ lại tốt hơn do khi có dấu hiệu sốt cao, cha mẹ đều đưa con đi khám. Còn người lớn, đa phần được chẩn đoán khi sốt xuất huyết thì vô cùng ngỡ ngàng, chỉ nghĩ mình bị cảm sốt thông thường. Sốt của bệnh sốt xuất huyết thì thường là sốt nóng, sốt cao đột ngột, liên tục, kèm theo có các cái dấu hiệu như là đau đầu, bệnh nhân nhức hai hố mắt, đau mỏi các cơ khớp toàn thân và có thể có các cái biểu hiện đường tiêu hóa như là buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy. Và đặc biệt là các cái dấu hiệu mà nghĩ nhiều đến đó là các biểu hiện của sốt xuất huyết. Đó là các cái dấu hiệu như bệnh nhân có thể nổi các cái chấm sốt huyết ngoài da như là mặt trước hai cẳng chân, mặt trong hai cánh tay hoặc là ở bụng, lưng. Ngoài ra các cái dấu hiệu sốt xuất huyết khác như là chảy máu cam, chảy máu chân răng. Phụ nữ thì có thể có các cái dấu hiệu sốt huyết như là hành kinh kéo dài,
số lượng nhiều hoặc là hành kinh sớm trước chu kỳ. Ở thể nhẹ, bệnh diễn biến tự nhiên khoảng 1-2 tuần sẽ tự hết, không cần điều trị. Tuy nhiên, bệnh có thể biến chứng thành hai tình trạng nặng. Nếu bị chảy máu nội tạng một cách ồ ạt, bệnh nhân sẽ nhanh chóng tụt huyết áp, mất máu. Nếu xuất huyết ở những nơi quan trọng như não, tim, bệnh nhân sẽ bị sốc, hôn mê rất nhanh. Tất cả mọi người đều có thể mắc bệnh nhưng diễn biến bệnh ở mỗi lứa tuổi rất khác nhau. Trẻ em thường có các triệu chứng như mạch nhanh, nhẹ, huyết áp giảm hoặc không đo được, chỉ lạnh, bứt rứt. Còn người lớn thì ngược lại, xuất huyết nhiều và có biểu hiện như chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, chỗ tiêm có vết bầm, nôn ra máu. Người bị sốt xuất huyết nếu ở trường hợp nhẹ, có thể chăm sóc tại nhà nhưng nghỉ ngơi, cho uống nhiều nước, dung dịch Orezon, nước trái cây. Cần lưu ý, người bệnh nên ăn các món có nước và mềm, dễ tiêu hóa như cháo, súp, sữa và hạ sốt bằng paracetamol. Lau mát khi sốt cao. Gia đình cần theo dõi người bệnh nếu có bất kỳ dấu hiệu xuất huyết hoặc diễn biến nặng như ly bì, bứt rứt, vật vã, chân tay lạnh, đau bụng, nôn nhiều, cần đưa đến bệnh viện ngay. Ngoài paracetamol, không cho bệnh nhân uống các loại thuốc khác hoặc cạo gió theo phương pháp dân gian gây biến chứng khó lường. Đặc biệt, hành động cạo gió sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân vì có thể gây xuất huyết trầm trọng. Hiện nay, ngành y chưa có vaccine đặc hiệu đối với bệnh sốt xuất huyết. Việc duy nhất có thể làm để bảo vệ gia đình là diệt muỗi vằn, trung gian truyền bệnh. Muỗi phát triển từ chính những vật dụng sinh hoạt trong các gia đình, đặc biệt ở những nơi ẩm thấp, nhiều nước đọng. Do vậy, người dân cần đậy kín các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, tránh lây lan thành dịch. Thả cá vào bể chứa nước lớn để diệt bọ gậy, loang quăng. Thau rửa thường xuyên những nơi chứa nước. Đặc biệt, muỗi có thể sinh sản tại những nơi ít ngờ nhất như thùng chứa nước sau tủ lạnh, bình cắm hoa, chậu cảnh. Vì vậy, hàng tuần, người dân cần loại bỏ nước tại các điểm này ngăn không cho muỗi đẻ trứng. Bộ Y tế khuyến cáo trong thời điểm này, khi bỗng nhiên sốt cao đột ngột từ 39 đến 40 độ, nhất là ở trong vùng có người bị sốt xuất huyết, người bệnh cần nghĩ đến nguy cơ này để tự theo dõi và đến bệnh viện khám, không tự ý điều trị sốt xuất huyết tại gia đình.